Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Chợ Phiên Tây Bắc. Hiện tại mình đang có mặt tại một phiên chợ, đó là phiên chợ Lùng Phình. Phiên chợ này thì là họp vào thứ sáu hàng tuần các bạn nhé. Và bây giờ hãy theo mình khám phá xem là ở đây có gì các bạn nhé. Đây, hiện tại thì bà con đang bán rất nhiều các nông sản này. Đây, dưa này các bạn này. Đấy. Ồ, dưa. Dưa này hôm nay bán như nào chị? Bao tiền một cân? Cô. Dạ. Mình bán 3 tiệm cân dưa. À 4-5 nghìn. Ồ. Đây, lê nữa này. Đấy. Ồ, ở đây có rất là nhiều ớt. Mận này. Bí này. Lê hôm nay bán như nào chị? Lê bao tiền cân? À. Chị Vâu à? Hỏi chị ấy chưa, chị ấy không biết tiếng. Đây, ớt rất là nhiều các bạn nhé. Ớt đỏ này, ớt xanh này. Đấy. Ớt bán như nào bà? Ồ, cũng không biết à? Khó nhỉ. Đấy. Ở trên này bây giờ đang là mùa ớt các bạn nhé. Mùa ớt này, mùa lê này. Đấy. Đây, mình cùng mình đi vào trong này. Chợ Lùng Phình này thì của xã Lùng Phình của huyện Bắc Hà các bạn nhé. Ồ, đây là khá là nhiều đường quy này. Đường quy này thì vẫn còn non. Mọi người đang bán mận này. Đấy. À đây, bây giờ mình đi vào khu này. Khu này thì bà con lợn bán thịt. Đấy. Rất là nhiều các phản thịt ở đây nhé. Lợn ở đây thì toàn là lợn đen này. Đấy. Lợn đen các bạn nhé. Đây. Không mưa rồi. Không bảo rồi, bảo nó mưa đi chỗ khác đi. Còn về phía bên này thì là bán đồ ăn. Đấy. Đồ ăn rất là nhiều luôn. Ui, món này hấp dẫn thế anh. Nóng hổi đúng không? Vừa ra lò à? Vừa ra lò à? Ô, hôm nay con này to không anh? Chú. Con này mấy chục cân không? Con này 24. Mấy? 24. 24 cân à? Hay à. Đây là món vitamin go go ấy các bạn nhé. Đấy, vitamin go go. Nóng hổi luôn. Ăn đi à? Mình sẽ đi quay thêm cho các bạn. Đây. Ô, nhà cô này có chảo ốc đậu to thế. Cái này mới. Cái này nấu sắp thành chưa? Sắp thành rồi à? Sắp ăn được rồi à?
Ui. Chào thằng cú, à, chào ông đậu siêu to khổng lồ. Cái này cô nấu từ mấy giờ đây? À chứ không biết luôn đấy. Cái này thì chắc là cô cũng phải ra chợ từ khoảng tới 4 giờ đấy để nấu. Ôi cô với đảo này mà mùi hương tỏa ra thơm nức mũi luôn các bạn ạ. Nức mũi luôn đấy. Tí nữa mình phải thưởng thức món ốc đậu mới được. Tại vì mỗi khi đi chợ phiên ấy thì đúng là cái món ốc đậu là cái món mình rất là ưa thích luôn. Ôi ngon thế. Mới lấy lợn đen à? Úi chà, đúng mới ra lò luôn nhờ. Tráng sĩ. Đẹp không? Đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Ok luôn nha. Đúng là mâm thịt. Mâm thịt. Bên cạnh các cô ăn phở. Ngon nhá. Này. Ô con này bì dày đấy nhá. Ngon thật đấy. Con này cũng to to nhá. Rồi cảm ơn em nhá. Anh đi quay chia sẻ với mọi người đã. Phía bên này cũng vậy. Mâm thịt ngon chưa? Chào chị nhá. Đây các bạn này. Đấy. Hôm nay thời tiết nó lại mưa. Em chào chị nhá. Chào Giang Si nhá. Ồ. Ui. Chả thịt ngon đấy. Đây các bạn này. Ô, đang quay trời lại đổ cơn mưa mất rồi. Tráng xin này đang là ngồi một mình làm bát phở. Ồ, một mình ai hết bát phở to. Tí để em trả tiền cho bạn này nhá. Ok, tí chú trả tiền cho nhá. Ok không? Học lớp mấy rồi? Hả? Lớp 7 à? À, đi chợ mình à? Đi với ai? À, đi với bố à? Ok. Rồi tí để em trả tiền cho bạn nhá. Ok. Bạn ấy cứ ăn đi nhá, ăn đi xong rồi tí đi chơi nhá, để tí em trả tiền cho. Đấy. Đây, thì bên này rất là đông luôn. Chào chị nhá. Ô, con lợn đen này cũng ngon đấy nhờ. Cái chân giò này. Em ơi. Đây các bạn này. Ngon đấy. Phía bên này thịt mới ra lò. Chào chị nha. Ui. Đấy. Nóng hổi. Sáng bán được bao nhiêu bát phở rồi chị? Mấy chục bát rồi. À. Sau khi mà đi một vòng quanh chợ thì mình vẫn quyết định quay với lại với cái mâm thịt này các bạn ạ. Đây. Miếng trễ này quá ngon luôn. Em ơi, em cắt cho anh một ít trễ đi. Đấy.
Hả? Ừ, nửa đấy đi, nửa đi cho nó máu. Chê này bán bao tiền đây? 40 à? Ok. Ủa, một mình mà ăn ba lạng là cũng khét đấy. Rồi, thái cho anh đi. Hai vợ chồng này làm rất là nhanh chân chót này nhỉ. Ô, sáng từ mấy giờ dậy đây? 3 giờ. 3 giờ à? Ờ, thái to to, đừng to quá. Bình thường thôi em ạ. Anh ấy không ăn được to như bạn Hải đâu. Bạn Hải trước, tuần trước đã tìm nhưng mà lại không không có. À thế à? Bạn Hải tuần trước cũng đi chợ này à? Ừ. Hải trước ăn chân giò rất là phèo. À thế à? Cái phiên chợ này cũng là phiên chợ khá quen thuộc với bạn Hải Sava TV nha các bạn nhé. Đấy, bạn ấy cũng rất hay đi quay chia sẻ. Hả? Anh á? Anh là kênh chợ phiên Tây Bắc. Ừ. Đấy. Ôi, bán thịt lợn mà mua được cái đồng hồ vàng vàng đấy là cũng ác đấy nhờ. Xem giờ rất dậy mà. À. Cho nước vào. Hả? Cho nước vào cho anh với. Ờ, được ít ít mì chính thôi, đừng cho mì chính nha. Rồi. Tê Tê còn chưa mua được đâu. Nó sáng nay ra nó chưa bày hàng này. Để đây cho xong lấy nước chan vào cho anh. Không ăn mì chính nha. Đấy. Tất cả không ăn mì chính. Rồi. Đây, đây là bát của mình này. Ở chợ phiên này thì mình cứ thích ăn ở chỗ nào mình ăn thôi. Nên là mình chọn ở chỗ này. Đấy. Bên này là mình chọn vì các bạn biết sao? Vì mình sẽ chọn thêm một con gà đen này, đây các bạn này. Đấy, chị ơi, chị cắt cho em một rảnh đùi của con gà đen này đi. Cắt cái rảnh đùi đấy đi nhá. Gà đen này hôm nay bán bao tiền cân đây? 400 à? Ok. Cắt cho em đi. Làm xong bát phở này đấy. À, làm xong bát phở đấy à. Đây là chân sau. Đây là chân sau. Rồi, chân giò này, chân giò sau. Chân giò này mới là chân trước này. Đây nhá chị, các em vào đây. Các bạn đến chợ phiên mà chọn chân như này. Đây này. Cái chân mà thẳng tưng này này. Đây là chân giò sau này. Đấy, mà chân mà cong như này là chân giò trước. Đúng không chị? Đúng không? Đấy. Ui, con gà đen này hấp dẫn thế nhỉ. Bộ quả trứng rồi. Ôi. Lấy hương này để cho em, quả trứng cho con cu bé. Nóng hôi hổi luôn. Tím lên đây bây giờ. Không còn nóng. Nên để chị ăn đi. Tháo cho mình cái gì nữa. Cho em đến từ đây thôi, nguyên cái rảnh đùi thôi.
Em ăn miếng cái đùi thôi. Nhiều nước quá. Đúng là gà đen béo. Nhìn con gà đã thấy thích rồi, muốn ăn luôn rồi đấy. Ôi giời ơi, cái mẹ đâu? Đấy. Bác lấy chân giò, với bác lấy thịt gà rồi đấy nhá, cũng lên là bác đánh đít rồi đấy. Ok, 3 lạng. Nhá. Rồi, đây. 3 lạng nha các bạn. Đây các bạn này, mình gọi một cái ốc nhưng mà có. Cái này nó mới đúng kiểu. Được rồi. Em muốn cho gì em cho. Đó. Đấy. Cho thêm một ít nữa đi em. Rồi. Gọi một cái ốc nhưng mà được nửa cái vì một cái nó túi nó bị bục. Nó tan ngố mất rồi đúng không? Ồ thế à? Đấy anh tưởng là một nửa cái chứ. Ốc đậu này ăn được chưa? Ăn được rồi à? Cho cháu một bát đi. Đúng là vẫn phải quay lại cái chảo ốc đậu này các bạn. Quá ngon luôn. Mình rất thích mùi ốc đậu. Cho cháu một bát đi, lấy một bát đi. Vừa nãy thì nó chưa được chín lắm đâu, nhưng bây giờ thì nó đã chín rồi này. Bà ấy múc cho một bát. Một bát ốc đậu này tùy các bạn ăn nhé, khi đến chợ phiên nhé. Thường thường thì nó sẽ có giá một bát đấy là từ 5 cho đến 10 nghìn một bát. Đấy. Đây này. Mèn mén này. Bác lấy mắm rồi. Đấy. Mèn mén này thì có hai loại nhé. Một loại mèn mén không. Và một loại là mèn mén trộn với cơm. Đây là loại mèn mén mà người ta đầu đấy, đã trộn với cơm rồi các bạn nhé. Có cơm rồi đấy, thấy không? Quá ngon luôn đấy. Một bát này với một bát này đấy, phải bảo bà thì bà mới biết được. Bà Chupo ấy bà không biết đâu. Ăn một bát này và một bát mèn mén. Một bát mèn mén và một bát ốc đậu. Hả? Hả? Có ít cơm được. Đấy. Mèn mén mà trộn rồi, trộn với cơm thì ăn nó dễ hơn. Lấy ốc đậu ơi, lấy ốc đậu ơi. cháu ngồi bên kia, cháu ngồi bên kia. Bà ấy tưởng mình ngồi đấy. Ok. Mười. Rồi. Mời nghỉ bát này. Mời các bạn ăn sáng cùng mình nhé. Đây các bạn này. Đây là món trễ này. Một mình đã hết 3 lạng trễ. Mình lấy 3 lạng trễ. Và đây. Một cái đùi gà đen. Cộng với lại cả ốc đậu. Mèn mén. Và đặc biệt là quả nước chấm thần thánh chợ phiên. Đây các bạn này. Sánh chưa. Mời các bạn nhé. Trễ con lợn này hôm nay là quá là to luôn. Đây. Còn trễ này giòn đấy. Giòn, ngon.
Nói chung là đi đến chợ phiên ấy thì mọi người chọn đồ ăn ở đây thì khá là phong phú. Chợ phiên thì có rất nhiều những cái đồ đặc sản. Thì tí nữa mình sẽ đi quay chia sẻ với các bạn đồ đặc sản đấy. Còn trước tiên là về đồ ăn á, thì đấy, các bạn thấy không? Trễ lợn là mọi người dậy từ rất là sớm mà thửa những loại trễ ngon. Nói chung là khá là ok. Mình thưởng thức mềm mén, mềm mén, nếu mà ăn không thì nó rất là khô, rất là khô. Nhưng mà thường thường thì sẽ mix đây, mix với cả ốc đậu. Ốc đậu là cô ấy nấu. Thật sự là bát ốc đậu này chất lượng. Khi đến với chợ phiên thì mình thường thường mình rất thích ăn ốc đậu. Và đúng là hôm nay đến với chợ Lùng Phình thì mình cô ấy mới nấu và mới ra lò luôn cái nồi ốc đậu này, cái chảo ốc đậu này. Chảo to luôn các bạn ạ. Thực ra đi chợ phiên mình chưa ưng cái chảo ốc đậu nào như cái chảo ốc đậu này luôn. Chưa bao giờ ưng luôn. Đây, các bạn thấy không? Ôi, quả đùi này thì đúng là một mình mà đã hết một quả đùi này thì phải nói là này, chấm là cứ phải ngập này các bạn này. Này. Ô, rượu mình không biết uống. Quả đùi này đúng là uy tín ạ. Con gà này uy tín thật đấy. Mình phải mix vào mà cho nó dễ ăn các bạn. Tại vì ăn nguyên mềm mén thì đúng là nó khô, khó ăn. À, mình đưa. Chưa phải nó mới được. Sau khi đã hết cái đùi gà này, ba lạng trễ này và một số đồ ăn ở đây đấy, thì mình sẽ đi quay chia sẻ thêm với các bạn nhé. Sau khi ăn xong thì mình đi quay chia sẻ thêm với các bạn. Đây, đây khu vực bán rau cuốc xẻng của người đồng bào này. Đấy. Ô, cái cuốc này bao tiền đấy? 50 à chị? Dạ. Năm mươi nghìn một cái cuốc ấy. Đây, khu vực này bà con bán những cái đồ mỹ phẩm, đồ mỹ phẩm. Đây, đây những cái vòng, những cái túi. Đây, rất nhiều những cái vị thuốc.
Đấy. Xe thôi đây các cháu ơi. Xe thôi đây. Xe đi, chào mọi người nhá. Đây là bà Dí nhá, bà Dí bán thuốc nam nhá. Bà Dí bán thuốc nam. Đây là đấy. Bà Dí bán thuốc nam, chưa một thuốc nam nhá. Đấy. Này, bà Dí có thẻ đàng hoàng. À, bà Dí lại còn có thẻ đàng hoàng đội đông y nhá các bạn nhá. Đông y Việt Nam này. Đấy. Khi mà lên đến chợ phiên thì nhớ gặp bà Dí nhá. Bà Dí chưa các loại bệnh gì đấy bà Dí? Bà chưa các loại bệnh gì? Tất cả các loại bệnh ạ, bách bệnh ạ. Bách bệnh? Bách bệnh ạ. Hay các loại bệnh này có sợ trong thành nó uống các tan ra này. Có đau dạ dày cho người dạ dày này, viêm lướt dạ dày này. Là viêm gan viêm quỷ này, sơ gan sơ tim này có hết ạ. À, rồi. Đau dây thần kinh. Thay hoa cuộc sống này, yếu sinh lý nam giới này. À, yếu sinh lý nữa à? Cháu đang yếu sinh lý đấy. À đây, cái loại này yếu sinh lý đấy. Đấy. Cháu đang yếu sinh lý đấy. À lấy đi à. Hôm nào lấy ủng hộ bà Dí nhá. Rồi. Cà chua này các bạn này. Dưa. Ô cái này để làm gì đây em? Điệu á? À, cái này là dây điệu. À, cái này là kiểu như kết từ người ta hay kết từ con ngựa đấy phải không? Hay là sao đấy nhỉ? À. Cảm ơn em nhá. Này. Cái điệu à dây điệu đấy các bạn ạ. Đây, các bà bán hương. Lê. Lê bao tiền một cân đây cô? 10.000. Lê ngon chứ, 10.000 một cân đây. 10.000. Bán cho cháu một cân đi. Đang là mùa lê các bạn nhé. Lê ra chợ bán 10.000 nhưng mà vào vườn thì chắc là rẻ hơn đấy. Nhặt hộ cháu ơi. Nhặt đi, ra nhặt đi, nhặt cho một cân đi. Một cân thôi nha. Ok. Ngọt lắm các bạn. Mười nghìn một cân. Vào vườn nhà mình năm nay nhiều lê không? Nhiều. Nhiều à? Ồ, nhiều đấy. Ớt này bán bao tiền cân đây? 10.000 một đống. 10.000 một đống á? Ồ, đã hết. Cái này được, cái này bao tiền? 40.000 một cân. Sang cái này được bao nhiêu cân? Mình có một người bạn hỏi mình và nhờ mình mua ớt. Mình sẽ mua mấy ít ớt này cho bạn nhé. Này, tù bác cái nhá. Thôi mình lấy tất thì mình phải bớt tiền đi nhá. Tại vì ở đây người ta bán nhiều ớt lắm. Mình phải bớt tiền thì mình mới mua tất đấy. Hả? Ba cân thôi, tại vì nó có nước ở trong ấy. Ba cân là bao tiền?
100. Hai. 120 lấy 100 thôi. Nhá. Hả? Dân nhá. Dân quá. Cái gì cô? Dân mưu quá được thịt nhá. Không, cái này giá thì mọi người mua như nào mua chứ. Đây, 120 nhá, không thiếu nhá. Cười. Bọn cháu du lịch, bọn du lịch có tiền nhiều thì cho nhiều một tí. Nhá. Cho nhiều một tí. Cảm ơn chị nhá. Đây, phía bên này bán rất là nhiều đồ nữa các bạn này. Đây, bà con bán cả đỗ này, rồi những cái dược liệu này thì mình cũng không rõ lắm đâu. Ôi gừng này. Đấy. Rất nhiều luôn. Đây còn phía ngoài này nữa. Mọi người bán rất là nhiều đồ này. Khu ngoài này là khu bán rượu này các bạn này. Can là cứ phải là ngập vào đây. Rượu là 3 tiền một lít chú. Rẻ là bao nhiêu tiền? 17 à? 17, 16 à? Ừ, thì có ai đã từng thử từ đầu đằng này say chưa? Chưa. Say à? Đây các bạn này, nếu mà thử từ đầu đằng này đấy mà ra tận đầu ngoài này thì chắc là say luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Ở đây mình rất thích đây là mọi người hay đi cắt tóc ấy. Đấy, là cắt tóc mà. Cứ đến chợ phiên thì có những anh thợ cắt tóc mà đi ra đứng ở chợ để cắt cho mọi người. Tại vì là một tuần ấy, ở đây chỉ có họp chợ có một lần thôi. Chuyên mua về ăn thôi. Ở phía trên đường này bán mà. Mấy con chó đấy. Các bạn này, 4 con chó trắng. Bán bao tiền một con chó này đấy chị? Hả? 250 à? À. Đẹp quá nhở. Được 2 cái đây. Mấy con được, mấy con cái? Mua đi anh, mua tất đi. Em ở xa quá không cũng sẽ mua một con về đấy. Mua một con về đi. Nhưng mà ở xa quá. Ô, xa đi đường nó bé thế này ấy. Mua một cái lồng để vào. Nó bé đi đường xa hàng trăm cây số á. Có 250 một con này các bạn. Đây, khu vực bán chó này các bạn này. Rất nhiều giống chó nhờ. Như con đen này thì bao tiền? Hả? 2 củ à? Em thấy ở Bắc Hà nó có giống chó kiểu như là chó lửa ấy nhờ. Đấy. Mà Bắc Hà nó hay chó đuôi cọc, ở đây thì ít. À. Chợ này nghe có vẻ ít chó nhờ. Đây. Phía bên ngoài này là khu vực bán lợn này các bạn này. Tất cả những cái tài này đều là lợn hết các bạn nhé. Đấy.
Có những phiên thì họ không cầm dọ. Như có phiên thì đây, họ nhốt vào dọ hết rồi. Đấy. Không biết là giá lợn hôm nay thế nào. Hai, bốn con. Lợn này bán bao tiền một con đây hả anh? 1,2 triệu một con à? À bán theo con chứ không phải bán theo cân đúng không? À 1,2 triệu một con các bạn ạ. Con này chắc phải được hơn chục cân đấy nhờ. 8 đến 10 cân đấy nhờ. 5 cân mấy á? 5 cân thôi con bé này. À vậy xin nói chuyện này không nghe đâu. Không nghe đâu à? Đây con này các bạn này. Mọi người đoán xem là bao nhiêu cân. Mình thì đoán cỡ từ 8 đến 10 cân. Nhưng mà có một anh nói là khoảng 5 cân. Nhưng em nghĩ là nó hơn 5 cân đấy nhỉ? 10 cân. Đấy. Làm gì có chuyện con lợn như thế này mà anh ấy bảo tầm 5 cân. Ừ, 5 cân là mình không tin đâu. Đây bà con đang giao dịch lợn này. Quay con lợn. À, quay con lợn chú ạ. Lợn bán bao tiền cân chú? À còn tính béo hay gầy hay là như nào nữa đúng không? Như thường thường thì bán theo con này, bán theo cân. À từng con à. Con này không biết bao tiền. Con lợn này bán bao tiền đấy hả anh? 1,5 triệu hả? Trời lại nắng rồi các bạn ơi. Sau đây là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nhé.